Hồng Nhung và Chính Tương Lai xin gửi lời chào, lời chúc tới quý vị xem kênh một tuần mới tràn đầy niềm vui, bình an, hạnh phúc. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 4 có những nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trường Sa tuyến đầu Tổ quốc, địa đầu Colin Landau. EU cảnh báo hành động của Trung Quốc đe dọa ổn định ở Biển Đông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đại úy công an có biểu hiện bị sốt, tử vong tại nơi làm việc. Bắt giữ đối tượng tấn công tài xế, cướp taxi ở Bình Dương. Người Việt tại Ấn Độ có nguy cơ mắc viêm phổi Vũ Hán rất lớn. Rà soát lại toàn bộ năng lực cung cấp oxy y tế. Đến năm 2025, Hà Nội sẽ có thêm 8 quận. Khẩn cấp bắt giữ đối tượng phi tang sát hai bạn nhậu trong bãi khai thác đá. Đại sứ quán kêu gọi bà con tại Campuchia bình tĩnh, không vượt biên trái phép. Nghi phạm ra tay với bé trai 11 tuổi tại Nam Định là người câm điếc có quen biết. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục cập nhật tình hình tại Trường Sa, Colin và Landau là hai đảo chìm nằm ngay cạnh căn cứ quân sự khổng lồ ngang ngược của Trung Quốc, xây dựng trái phép trên bãi Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc đánh chiếm từ ngày 14 tháng 3 năm 1988. Từ trên tàu neo phía tây bắc Landau nhìn sang hướng đông nam, có thể nhìn thấy các tàu cá Trung Quốc tập trung ở phía bắc bãi Gạc Ma, một số chắn ngang giữa đảo chìm Colin và Landau. Theo lời của báo Thanh Niên, tháng 4 năm 2021 ở Trường Sa, phóng viên ghi nhận thấy nhiều tàu cá Việt Nam, dù bé nhỏ nhưng vẫn can trường bám biển giữa tầng tầng lớp lớp tàu dân binh Trung Quốc to lớn, hiện đại, luôn khiêu khích gây hấn. Ông Trần Đức Linh ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu QNG90701TS kể, hôm rồi thuyền viên tôi bệnh nặng, được tàu kiểm ngư cấp cứu và đưa lên bệnh xá đảo Nam Yết điều trị và bảo, Trung Quốc có đưa thêm nhiều tàu to, máy lớn ra thì cũng không ngán. Ngoài Trường Sa, đâu chả có bộ đội mình. Tháng 4 năm 2021, đi công tác trên biển bên cạnh bộ đội phòng thủ đảo, tàu trực của Hải quân, kiểm ngư cảnh sát biển, phóng viên còn trông thấy hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia của Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang của Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân, đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa, tuyến đầu Tổ quốc. Trong tuyên bố được đăng vào ngày 24 tháng 4 trên website của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu EEAS, EU tuyên bố rằng sự hiện diện của các tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh, EU ủng hộ tiến trình do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN dẫn dắt nhằm hướng tới một bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả, thực chất và ràng buộc về mặt pháp lý, không làm phương hại đến lợi ích của các bên thứ ba. EU kêu gọi tất cả các bên theo đuổi những nỗ lực chân thành hướng tới việc hoàn thiện COC. Bên cạnh đó, EU nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực và trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, bao gồm các cơ chế giải quyết tranh chấp. Phản ứng trước tuyên bố của EU về tình hình Biển Đông vào hôm 24 tháng 4, người phát ngôn của Phái đoàn Trung Quốc tại EU cùng ngày cho biết, các rủi ro an ninh ở Biển Đông chủ yếu đến từ bên ngoài khu vực, đồng thời kêu gọi EU ngừng gieo rắc bất hòa. Vào tối ngày 25 tháng 4, nguồn tin riêng của phóng viên báo Giao thông xác nhận, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ việc một đại úy công an qua đời tại phòng nghỉ của cán bộ chiến sĩ công an phường Bình Hưng Hòa A. Danh tính được xác định là đại úy NQD 36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát khu vực công an phường Bình Hưng Hòa A. Trước đó vào khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, một cán bộ công an phường phát hiện anh D tím tái nằm trên ghế tại phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ công an phường. Kiểm tra thì phát hiện anh D đã qua đời nên báo cáo chỉ huy. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tại hiện trường, phong tỏa khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguồn tin của phóng viên cho hay, đại úy D có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp.
Trong ca trực sáng trước đó là ngày 24 tháng 4, Đại úy Đê có biểu hiện bị sốt, có đi khám bệnh và xin nằm nghỉ tại phòng của cán bộ chiến sĩ phường. Sau khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy và các đơn vị phường Bình Hưng Hòa A đã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình Đại úy Đê. Vào chiều ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Lý Trấn Cường, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thuận An, Bình Dương để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào sáng cùng ngày, Cường đón xe taxi Mai Linh do tài xế NAT điều khiển để đi từ Hàm Nghi, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh về khu công nghiệp Sóng Thần, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đến khu công nghiệp Sóng Thần, Cường yêu cầu tài xế tấp vào đường số 2, nhưng thấy đường vắng, nghi ngờ nguy hiểm nên T đã cho xe chạy thẳng đến vào cổng 2 ga Sóng Thần nhờ sự trợ giúp. Khi vừa dừng xe, T bị Cường dùng kéo tấn công nên hốt hoảng bung cửa thoát thân. Sau đó, Cường cũng lao ra, vật ngã T xuống đường. Phát hiện sự việc, bảo vệ khu công nghiệp Sóng Thần cầm cây hỗ trợ nhưng tên cướp hung hãn chống cự và lái xe taxi tẩu thoát. Nhận được tin báo, công an và hiệp sĩ đường phố Bình Dương đã truy bắt đối tượng. Suốt nhiều giờ đuổi bắt, cuối cùng cũng đã bắt được đối tượng tại xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Củ Chi sau đó đến hiện trường ghi nhận vụ việc và bàn giao về cho công an thành phố Di An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Giữa lúc Ấn Độ đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng thứ hai, những người Việt đang sinh sống làm việc tại đây cũng đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn và không ít người đã mắc bệnh. Theo Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu, khi mà hệ thống y tế của Ấn Độ cũng đang quá tải, không đảm đương nổi việc chăm sóc của chính người dân nước sở tại, các cư dân nước ngoài chắc chắn sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn nữa nếu không may mắc bệnh. Đại sứ Phạm Xanh Châu cũng đã chia sẻ sự lo lắng của ông về tình hình sức khỏe của một kỹ sư Việt Nam đang giúp xây trụ sở đại sứ quán vừa mắc viêm phổi Vũ Hán. Từ lúc anh nhập viện, 24 giờ đã trôi qua mà đại sứ không nhận được bất kỳ tin tức nào của người kỹ sư này, trong khi một số công nhân xây dựng khác cũng lần lượt sốt cao. Đại sứ Phạm Xanh Châu cho biết thách thức đầu tiên là không tìm được nơi để xét nghiệm vì ở đâu cũng quá tải. Thậm chí ngay cả đến bây giờ, kết quả xét nghiệm của một số người cũng không tìm thấy vì tất cả trở nên hỗn loạn. Theo đại sứ, chủng virus mới B1617 của Ấn Độ tấn công rất nhanh và tàn phá rất mạnh, kể cả những người trẻ tuổi, một sự khác biệt lớn so với đợt dịch lần đầu. Tình hình thiếu oxy y tế trầm trọng trong công tác điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở Ấn Độ đã gợi lên lo ngại. Nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nguy cơ vỡ trận hệ thống y tế có thể xảy ra. Trao đổi với phóng viên báo Lao động về khả năng cung ứng oxy y tế của Việt Nam, ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế cho biết, về oxy y tế, hiện nay trong nước đã có thể sản xuất được, từ trước đến nay đã sản xuất, dưới rất nhiều hình thức cung cấp cho các sở y tế, các bệnh viện. Theo Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng vừa có chỉ đạo yêu cầu rà soát lại toàn bộ năng lực và sẽ phải củng cố toàn bộ hệ thống sản xuất cung ứng để đề phòng trường hợp xấu khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát như ở Ấn Độ. Trong khi đó, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nhận định, câu chuyện thiếu oxy y tế ở Ấn Độ là do quá tải hệ thống y tế khi số bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tăng kỷ lục. Hiện nay, công tác điều trị ở Việt Nam chưa bao giờ gặp phải tình trạng thiếu oxy, kể cả trong dịch viêm phổi Vũ Hán, do chúng ta đã kiểm soát, khống chế dịch tốt. Theo báo VN Express đưa tin, Thành ủy Hà Nội mới ban hành chương trình 04 về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí đô thị tại 5 huyện, sẽ lên quận giai đoạn 2021-2025 là Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng và 3 huyện lên quận giai đoạn năm 2026-2030 là Thanh Oai, Thường Tín và Mê Linh. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành phố trực thuộc Trung ương phải có tỷ lệ quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt từ 60% trở lên. Hà Nội phải có từ 18 quận trở lên nhưng hiện mới có 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện đạt 43% đơn vị hành chính đô thị. Qua quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội từ chỗ chỉ có 4 quận nội thành gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng vào ngày 4 tháng 11 năm 1954 lên 12 quận nội thành như ngày nay, thêm 8 quận gồm Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ và Thanh Xuân.
Vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã bắt giữ nghi phạm Già Mí Lùng, sinh năm 1987, khi đang lẩn trốn tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trước đó vào ngày 24 tháng 4, Công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo tại khu vực bãi khai thác đá thuộc thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc có hai tử thi trong khu khai thác đá. Ngay sau đó, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng liên quan. Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 4, Lùng và một người khác đến lán trồng bãi khai thác đá ở xã Khâu Vai để ăn cơm, uống rượu. Một tiếng sau thì có thêm anh Vừ Mí Xính, 42 tuổi và Ly Mí Xình, 51 tuổi đến nhậu cùng. Sau đó cuộc nhậu chỉ còn lại 3 người là Lùng, Xính và Xình. Khoảng 23 giờ cùng ngày, người dân ở gần lán nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Khoảng 5 giờ ngày 24 tháng 4, người dân đi làm phát hiện hai anh Xính và Xình trong bãi đá. Lùng khai với cảnh sát rằng ra tay với hai bạn nhậu do mâu thuẫn trong lúc uống rượu. Hiện cảnh sát tiếp tục lấy lời khai của Lùng để làm rõ nguyên nhân và hành vi gây án. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp, với số ca mắc mới và không qua khỏi mới liên tục tăng kể từ sự cố lây nhiễm cộng đồng vào ngày 20 tháng 2. Chính phủ Campuchia đã áp dụng nhiều biện pháp kiên quyết để nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, trong đó một loạt các chợ đã buộc phải đóng cửa, nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất đã phải ngừng hoạt động. Tình hình này làm cho đời sống của người dân Campuchia nói chung và các cộng đồng người gốc Việt thêm nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã gửi thông điệp tới cộng đồng người gốc Việt và công dân Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia, trong đó kêu gọi bà con bình tĩnh, cố gắng thực hiện nghiêm mọi chính sách, quy định và biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương. Thông điệp của Đại sứ quán Việt Nam khẳng định rất thông cảm với những khó khăn hiện nay của cộng đồng, đồng thời đề nghị bà con gốc Việt và công dân Việt Nam không cố gắng di chuyển sang Việt Nam theo các đường dây đưa người trái phép. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Quang Minh cho biết, khi Campuchia dỡ bỏ các quy định phong tỏa và cấm đi lại giữa các tỉnh, công dân Việt Nam có thể dễ dàng nhập cảnh chính thức qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ giữa Campuchia và Việt Nam, cách ly theo quy định với chi phí rất thấp, không phải lo lắng bị phạt. Những trường hợp vượt biên trái phép sẽ bị bắt giam, nhất là trong trường hợp gây lây nhiễm cho cộng đồng trong nước. Cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm có liên quan đến vụ án cháu bé 11 tuổi ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định, qua đời bất thường tại nhà. Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4, con gái anh Hát khi về nhà phát hiện em trai ruột của mình 11 tuổi qua đời trong tư thế nằm sấp, mặt úp vào chậu nước. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến hiện trường và phát hiện có nhiều điểm bất thường trong sự việc nên đã báo cáo lên công an huyện Ý Yên và công an tỉnh Nam Định. Qua điều tra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Cường cho biết, nghi phạm là người bị cầm điếc, thuộc diện bị di chứng chất độc màu da cam và có quen biết với gia đình bị hại. Biết gia đình nạn nhân có tiền trong két sắt, bố mẹ thường xuyên đi làm vắng nhà nên đối tượng đã đột nhập lấy trộm. Khi bị phát hiện, nghi phạm đã ra tay với cháu bé. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, gia đình anh Hát là bố đẻ người bị hại bị mất một con chó trong nhà. Cảm thấy bất thường nên anh Hát đã mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt. Gia đình anh Hát có 4 người con, người bị hại là con trai duy nhất. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, tính đến hết ngày 25 tháng 4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện là 2.833 ca, trong đó có 35 ca không qua khỏi, 278 ca đang điều trị và 2.516 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần 1 là 3 ca, số ca âm tính lần 2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 20 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 40.846 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 514 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 25.360 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 14.972 người. Tiếp theo đây là những tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc tăng cường tàu tấn công đổ bộ khủng gây đe dọa ở Biển Đông. Trung Quốc tham vọng lập hệ thống phòng thủ thiên thạch.
Ngoại trưởng Trung Quốc nói, dân chủ không phải Coca-Cola của Mỹ. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vào ngày 24 tháng 4, South China Morning Post đưa tin, Trung Quốc vừa đưa vào biên chế 3 tàu chiến tại tỉnh Hải Nam, bao gồm tàu đổ bộ tấn công Hải Nam thuộc loại Type-075, tàu khu trục Đại Liên thuộc loại Type-055 và tàu ngầm hạt nhân Trường Chinh 18 thuộc loại Type-094. Giới quan sát cho rằng, khi được đồn trú ở cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam và trực thuộc chiến khu Nam Bộ, thì 3 chiến hạm trên nhiều khả năng có thể được điều động đến Biển Đông hoặc cả eo biển Đài Loan. Thực tế, vào tháng 11 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu đổ bộ của Trung Quốc mang máy bay trực thăng Type-075 của Trung Quốc đã neo đậu ở căn cứ Hải quân Du Lâm, thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, hướng ra Biển Đông. Ở khu vực này, ngoài tàu đổ bộ Type-075, Trung Quốc còn triển khai một số tàu đổ bộ Type-071 có thể mang theo máy bay trực thăng, tàu đổ bộ đệm khí cùng nhiều khí tài. Đến nay, Trung Quốc đã hạ thủy 3 tàu đổ bộ Type-075, có độ choán nước là 40.000 tấn, dài khoảng 237m và có thể mang theo 30 trực thăng chiến đấu đa nhiệm Z-8 hoặc Z-9. Tàu Type-075 được cho là có khả năng tổ chức đổ bộ chiến đấu toàn diện. Trong bối cảnh thường xuyên gây bất ổn ở Biển Đông, việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh đổ bộ quân sự bằng tàu Type-075, tình hình căng thẳng ở vùng biển này có thể tiếp tục leo thang gây nhiều quan ngại. Theo hãng tin Reuters dẫn lời ông Trương Khắc Kiệm, Giám đốc Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tổ chức thảo luận về việc thành lập hệ thống phòng thủ trước các vật thể gần trái đất như thiên thạch. Ông Trương cho biết dự định trên khi phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm Ngày Không gian Trung Quốc tại thành phố Nam Kinh nhưng không nói rõ chi tiết. Trong những năm gần đây, Trung Quốc xem thám hiểm không gian là một trong những lĩnh vực ưu tiên với tham vọng thành lập chương trình vận hành hàng ngàn chuyến bay không gian hàng năm và đưa hàng chục ngàn tấn hành lý cùng hành khách lên vũ trụ vào trước năm 2045. Được biết, Trung Quốc đang thúc đẩy sứ mệnh nhằm đưa tàu vũ trụ tiếp cận một vật thể gần trái đất nhằm thu thập mẫu vật và đưa về trái đất, sau đó đưa tàu bay quanh quỹ đạo một sao chổi. Theo Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hiệp Bùi Kiến, học giả tại Viện Khoa học Trung Quốc. Theo ông Hiệp, dự kiến sứ mệnh này sẽ kéo dài trong một thập niên. Trong sự kiện kỷ niệm 50 năm ngoại giao bóng bàn, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn kêu gọi hai nước trân trọng những năm hợp tác và tránh sai lầm trong đánh giá chiến lược. Ông Vương nói, quan hệ Mỹ-Trung đang ở ngã rẽ quan trọng, là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường trao đổi, hiểu biết và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Washington không thể kỳ vọng Bắc Kinh hợp tác trong những lĩnh vực phục vụ lợi ích của Mỹ trong khi liên tục thách thức Trung Quốc trong các vấn đề như Đài Loan và Tân Cương. Ông Vương Nghị đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc không có ý định trở thành đối thủ của Mỹ và cho rằng Mỹ nên tập trung giải quyết các vấn đề trong nước hơn là lo lắng chuyện bị Trung Quốc vượt qua. Ông Vương Nghị nói, chúng ta không thể hợp tác với một nhóm nhỏ dưới vỏ bọc chủ nghĩa đa phương. Một số người ở Mỹ nhiều lần nói, họ muốn củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nếu đó chỉ là những luật lệ do các nước phương Tây đặt ra, thì chỉ có hiệu lực với 12% dân số của thế giới và không thể trở thành quy tắc chung cho tất cả các nước. Dân chủ không phải là Coca-Cola mà Mỹ sản xuất và cả thế giới chỉ được uống một vị. Nếu chỉ có một hình mẫu và một nền văn minh trên trái đất, thế giới sẽ mất đi sức sống. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Ông Trump đề nghị bang Arizona đảm bảo an ninh cho cuộc kiểm toán bầu cử. Mỹ công nhận đế chế Ottoman phạm tội diệt chủng với người Armenia. Tổng thống Indonesia chia buồn với gia đình 53 quân nhân trong thảm kịch tàu ngầm. Indonesia đã tìm thấy xác tàu ngầm dưới đáy biển. Báo động số người chết thực sự sau những giàn thiêu đỏ lửa ở Ấn Độ. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Thống đốc bang Arizona, Doug Ducey, đảm bảo an ninh cho cuộc kiểm tra bầu cử năm 2020 diễn ra tại quận lớn nhất của bang. Ông viết trong một tuyên bố, Đảng Cộng Hòa đang đề nghị Thống đốc Ducey của Arizona đảm bảo ngay lập tức an ninh quy mô lớn cho những người yêu nước dũng cảm của Mỹ thực hiện kiểm tra pháp y về cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Cựu Tổng thống nhấn mạnh,
chính phủ Duce sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người có liên quan. Cảnh sát tiểu bang hoặc vệ binh quốc gia phải được cử ngay ra ngoài để bảo vệ. Đảng Dân Chủ không muốn thông tin này bị tiết lộ và họ sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó. Thống đốc Duce cuối cùng cũng phải hành động. Hiện văn phòng của Thống đốc Duce chưa đưa ra bình luận trước tuyên bố của ông Trump. Cuộc kiểm toán bầu cử Tổng thống 2020 bắt đầu vào ngày 26 tháng 4 tại quận Maricopa County. Các công ty do Thượng viện tiểu bang Arizona thuê sẽ kiểm tra 2,1 triệu lá phiếu, thử nghiệm máy bỏ phiếu, tìm kiếm các vi phạm liên quan tới công nghệ thông tin và sẽ thực hiện đếm phiếu bằng tay. Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức lên tiếng công nhận vụ đế chế Ottoman sát hại hơn 1,5 triệu người Armenia vào năm 1915 là tội ác diệt chủng. Phát biểu trong một tuyên bố, ông Biden cho hay, người dân Mỹ tôn trọng tất cả những người Armenia xấu số đã nằm xuống dưới tay của đế chế Ottoman vào một ngày cách hôm nay 106 năm. Chúng tôi xác nhận lịch sử này. Chúng tôi làm điều này không phải để đổ tội, mà là để đảm bảo những điều như thế không bao giờ lặp lại. Ngay lập tức, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kế thừa đế chế Ottoman, đã lên tiếng phản đối gay gắt. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này hoàn toàn bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Theo ông Mevlut, tuyên bố đã được đưa ra chỉ dựa trên chủ nghĩa dân túy. Trong khi đó, một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khác coi đó là một sai lầm lớn của Mỹ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triệu đại sứ Mỹ tại thủ đô Ankara, ông David Satterfield, lên để phản đối, khẳng định tuyên bố của Tổng thống Mỹ không có cơ sở pháp lý và không thể chấp nhận. Ngược lại, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, tuyên bố trên của Mỹ là một thông điệp rất cần thiết tới cộng đồng quốc tế nhằm tái khẳng định các quyền con người và các giá trị trong quan hệ quốc tế. Trong thông điệp vào ngày 25 tháng 4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, ông và mọi người dân Indonesia đều muốn bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch tàu ngầm KRI Nanggala 402, đặc biệt là với gia đình các thủy thủ. Ông Widodo xác nhận đã được quân đội và hải quân cho biết họ xác định chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 đã bị chìm và toàn bộ 53 thủy thủ đoàn xem như đã tử vong. Nhiều quan chức Indonesia, trong đó có Bộ trưởng Tài chính bà Sri Mulyani Indrawati đã đăng lời chia buồn gửi đến gia đình 53 thủy thủ trên con tàu ngập gặp nạn. Trong số những người trên tàu có chỉ huy hạm đội tàu ngầm Indonesia Harry Satyawan. Trước đó vào ngày 24 tháng 4, Indonesia đã cho công bố các mảnh vỡ được tìm thấy, gồm các mảnh của thảm cầu nguyện và một lọ dầu dùng để bôi trơn kính tiềm vọng của tàu ngầm. Theo hãng tin Reuters, lực lượng cứu hộ chưa xác định được vị trí chính xác của con tàu, nhưng người ta đã tìm ra tín hiệu về sự tồn tại của nó trong lòng biển. Độ sâu của vùng biển mà họ phát hiện dấu hiệu của con tàu là 850 mét, rất phức tạp và nhiều khó khăn trong việc trục vớt. Đến tối ngày hôm qua, ngày 25 tháng 4, phía quân đội Indonesia thông báo đã tìm thấy tàu ngầm hải quân KRI Nanggala 402 bị mất tích. Đại tướng Hadi Cahyanto, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, trong cuộc họp báo cùng ngày cho biết, căn cứ vào lượng lớn bằng chứng thu thập được, chính phủ chính thức kết luận tất cả thủy thủ đoàn trên tàu ngầm KRI Nanggala 402 bị chìm đã thiệt mạng. Camera dưới nước cũng ghi lại được một số lượng lớn các mảnh vỡ từ tàu ngầm, bao gồm bánh lái thẳng đứng và mỏ neo tàu ngầm. Giới chức quân đội và hải quân Indonesia cũng tiết lộ thêm, con tàu được tìm thấy khi chìm ở độ sâu là 850 mét và bị nứt thành ít nhất 3 phần. Lực lượng cứu hộ còn tìm thấy cả áo phao, được cho là của các thủy thủ tàu KRI Nanggala 402. Indonesia vẫn luôn tìm cách cải tiến các thiết bị quân sự của mình, tuy nhiên một số thiết bị đã cũ dẫn đến một số vụ tai nạn chết người trong những năm gần đây. Indonesia có 5 tàu ngầm trước vụ tai nạn mới nhất, 2 chiếc Thai 009 do Đức chế tạo gồm Nanggala và 3 tàu mới hơn của Hàn Quốc. Trong những tuần gần đây, sự gia tăng đột biến về số ca mắc viêm phổi Vũ Hán đã làm dấy lên nghi ngờ về số người không qua khỏi thực sự vì viêm phổi Vũ Hán tại Ấn Độ. Theo con số công bố chính thức, số ca không qua khỏi tại Ấn Độ hiện lên đến gần 200.000 người với hơn 2.000 trường hợp mỗi ngày. Các cuộc phỏng vấn do New York Times thực hiện tại các cơ sở hỏa táng trên khắp Ấn Độ, nơi các giàn thiêu hoạt động suốt ngày đêm, cho thấy số ca không qua khỏi trên thực tế vượt xa số liệu chính thức. Ông Prama Pukherie, nhà dịch tễ học tại Đại học Michigan,
người theo sát tình hình Ấn Độ cho biết, đây là sự sai sót nghiêm trọng về số liệu. Từ tất cả mô hình tính toán mà chúng tôi đã thực hiện, chúng tôi tin rằng số người chết thực sự cao gấp 2 đến 5 lần so với những gì được báo cáo. Tại một trong những khu hỏa táng lớn ở Ahmedabad, thành phố ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, những ngọn lửa từ lò hỏa táng thắp sáng cả bầu trời đêm. Lò hỏa táng hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày, giống như một nhà máy công nghiệp không bao giờ tắt. Trong hơn 13 ngày, vào giữa tháng 4, giới chức thành phố Bhopal chỉ báo cáo 41 trường hợp không qua khỏi liên quan đến viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của New York Times tại các khu hỏa táng và chôn cất nạn nhân viêm phổi Vũ Hán trong thành phố cho thấy tổng cộng có tới hơn 1.000 người xấu số trong cùng khoảng thời gian này. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở Lucknow và Mirzapur, các thành phố lớn ở bang Uttar Pradesh và trên khắp bang Gujarat. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 830.000 ca mắc mới và thêm hơn 13.000 ca không qua khỏi. Hàn Quốc đã ký hợp đồng với Pfizer Mỹ để mua thêm 40 triệu liều vaccine viêm phổi Vũ Hán, nâng số liều vaccine mà Hàn Quốc mua của Pfizer lên 66 triệu liều. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đến cuối tháng 6 sẽ tiêm chủng cho 12 triệu người và đến tháng 11 đạt miễn dịch cộng đồng với 70% dân số được tiêm chủng. Cho tới nay, gần 2,2 triệu người trong tổng số 52 triệu người dân Hàn Quốc đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Trong khi đó, theo thông báo của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, trường hợp đầu tiên mắc biến thể viêm phổi Vũ Hán ghi nhận ở Ấn Độ đã được phát hiện ở Thụy Sĩ. Hiện tại chỉ có công dân Thụy Sĩ hoặc những người có giấy phép cư trú từ Ấn Độ mới được phép nhập cảnh vào Thụy Sĩ từ Ấn Độ. Tại Đông Nam Á, tính tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 10 trên 18 tỉnh, thành phố của Lào ra lệnh phong tỏa, trong đó có nhiều tỉnh tiếp giáp Việt Nam. Các tỉnh thành còn lại cũng tăng cường hàng loạt biện pháp cứng rắn để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán vào địa bàn tỉnh. Một số tỉnh thậm chí đã tiến hành cách ly 14 ngày đối với người về từ thủ đô Viên Chăn. Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 247 ca mắc viêm phổi Vũ Hán và chưa có trường hợp tử vong. Tiếp theo đây là số liệu tổng hợp theo nguồn Wondermeter về các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới đang là 147.105.649 ca. Tổng số ca không qua khỏi đang là 3.113.900 người. Tổng số ca hồi phục đang là 124.744.048 người. Trên đây là những tin tức trong bản tin tổng hợp sáng ngày hôm nay của Hành trình Tương Lai. Mong rằng tất cả các quý vị sẽ luôn ủng hộ Hành trình Tương Lai bằng cách đăng ký và chia sẻ kênh của chúng tôi đến mọi người. Sau đây là phần nhân sinh cảm ngộ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Quý vị thân mến, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Hồng Nhung và quý vị hãy cùng thử suy ngẫm về chủ đề đời sống hạnh phúc là gì. Thuở xưa có một người đàn ông không làm được điều gì to tát cả, không có tiền và rất chán nản. Một đêm ông ta cuối cùng không đủ can đảm để sống thêm và đi đến một vực thẳm, sửa soạn nhảy xuống. Trước khi gieo mình, ông ta khóc rất lớn và hồi tưởng tất cả những khổ nạn trong suốt cuộc đời của ông ta. Trên một tảng đá cạnh cái vực có một cái cây nhỏ. Sau khi nghe người đàn ông khóc lóc kể lể, cái cây cũng khóc vô cùng thảm thiết. Khi người đàn ông thấy cái cây cũng khóc, ông ta hỏi, cây cũng khóc hả? Có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không? Cái cây nói, tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian. Nhìn tôi đi, sống trên các tảng đá, chỉ toàn là đá, không có đất để sinh sản và không có nước để uống. Tôi không đủ ăn suốt cả đời. Hoàn cảnh đau khổ này làm các cành cây của tôi khổ đét và không nảy nở được. Vì thế trông tôi rất thảm não từ lúc mới sinh ra. Gốc của tôi rất cạn, làm cho tôi không đứng vững trước gió và không thể chịu nổi cơn lạnh trong mùa đông. Trông tôi rất yếu so với các cái cây khác, nhưng thật ra đời sống của tôi còn cực hơn là không sống. Người đàn ông không thể chịu được nữa vì quá thương hại cho cái cây bèn nói. Nếu như vậy thì tại sao bạn không kéo thân ra mà ra đi cho rồi? Cái cây nói, ra đi thì dễ lắm, tuy nhiên không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả, tôi không thể đi như thế được. Người đàn ông không hiểu nổi, cây nói tiếp, bạn có thấy có tổ chim trên thân tôi không? Hai con chim vành khuyên làm cái tổ này và chúng sống và sinh sôi nảy nở trên thân tôi. Nếu tôi qua đời thì hai con chim này sống ở đâu? Người đàn ông dường như hiểu được điều gì đó sau khi nghe những lời này và thối lùi lại cách xa xa vực thẳm.
Thật ra, mỗi chúng ta không chỉ sống riêng cho mình ta, không cần biết là một con người thấp kém đến đâu, người đó vẫn là một cây to lớn cho mọi người khác. Thật là kỳ lạ, đôi khi chúng ta nghe rằng con người là những con vật ích kỷ và nếu một người mà không sống riêng cho họ, họ sẽ bị trời giết, đã trở thành những luật lệ thông thường mà rất nhiều người sống theo. Thật ra, cũng có rất nhiều người sống ngược lại. Bạn nhìn chung quanh và tìm thấy rằng, nếu một người chỉ sống một mình, càng giàu có thì ông ta càng lo lắng và càng lộn xộn. Một người sống vì người khác, mặc dù nghèo đói, ông ta vẫn có một đời sống vui vẻ và hạnh phúc. Vậy thì theo bạn, đời sống hạnh phúc là gì? Với nguyên lý chân thiện nhẫn là những đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng cốt lõi của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và sự thiện lương, môn khí công của Phật gia, hàng ngày chúng tôi, những người làm chương trình, muốn lan tỏa đến với quý vị, giúp thăng hoa tâm tính và có một sức khỏe tốt cả tâm lẫn thân. Quý vị hãy thử tìm hiểu xem sao. Nội dung chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.